chân trời mới đang chờ chúng ta. Chân trời rộng lớn đang vây gọi ta. Chân trời khoa học mở ra trước mắt, gọi niềm say mê, gọi lòng khao khát. Hãy đến với ước mơ sáng tạo, hãy đến với niềm vui khoa học. Vinh quang trong tầm tay, trái tim và khối óc, ta bên nhau xây dựng đất nước. Hãy đến với ước mơ sáng tạo, hãy đến với niềm vui khoa học. Trong tầm tay, trái tim và khối óc, tuổi trẻ ơi, bay tới tương lai. Một chân trời mới đang chờ chúng ta. Chân trời rộng lớn đang vây gọi ta. Chân trời khoa học mở ra trước mắt, gọi niềm say mê, gọi lòng khao khát. Hãy đến với ước mơ sáng tạo, hãy đến với niềm vui khoa học. Vinh quang trong tầm tay, trái tim và khối óc, ta bên nhau xây dựng đất nước. Hãy đến với ước mơ sáng tạo, hãy đến với niềm vui khoa học. Vinh quang trong tầm tay, trái tim và khối óc, tuổi trẻ ơi, bay tới. Và khối óc ta bên nhau xây dựng đất nước. Hãy đến với ước mơ sáng tạo, hãy đến với niềm vui khoa học. Vinh quang trong tầm tay, trái tim và khối óc, tuổi trẻ ơi, bay tới. Chào quý vị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu của trường Đại học VinUni và để cùng nhau cổ vũ và theo dõi về cuộc thi chung kết cuộc thi cuộc đua VinFast F1 nằm trong khuôn khổ Ngày hội STEMI 2020. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã tham gia theo dõi các đội thi của chúng ta vượt qua các vòng thi một cách sôi nổi và đầy kịch tính. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia theo dõi phần live stream và truyền hình trực tiếp vòng 2 chung kết của cuộc thi cuộc đua VinFast F1. Và hãy cùng cổ vũ cho các đội thi đã vô cùng xuất sắc lọt vào trong phần thi này cùng chúng tôi. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, với thành tích của hai đội ở trong vòng bảng, chúng ta có thể thấy là các đội quyết tâm là ăn điểm tối đa ở phần online. Với việc đẩy tốc độ lên để xây trượt khỏi line. Vâng, các góc cua thuộc hàng hiểm góc nhưng mà các bạn đều có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Rồi, các xe đã bắt đầu vào khu vực mê cung. Ở sân thi đấu số 1, xe tự hành đang đi rất nhanh, rất hiệu quả và chưa hề có bất kỳ va chạm nào. Vâng, những góc cua rất đẹp, đang đến đoạn cuối rồi. Một vòng nữa thôi ạ, đang tiền này cũng chắc được thả lắm. Chào, lùi lại, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành. Phần thắng đã thuộc về đội ở sân số 1. Xin chúc mừng đội trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du Hành đến từ tỉnh Yên Bái. Và chúng ta đã có được hai đội thi đấu ở trận chung kết và hai đội sẽ thi đấu để tranh giải hạng 3. Xin mời hai các đội chúng ta chuẩn bị bước vào thi đấu tranh giải hạng 3. Hai đội
thi đấu ở trận chung kết và hai đội sẽ thi đấu để tranh giải hạng 3. Xin mời hai các đội chúng ta.